đa phần nút ruồi đều lành tính và theo thời gian nó sẽ không thay đổi. Nhưng một số trường hợp nút ruồi ác tính, nút ruồi bệnh lý, nếu thực hiện xóa bỏ tại những cơ sở y tế không uy tín thì sẽ tiềm ẩn nhiều nguy hiểm khó lường. Mình có vài nút ruồi trên mặt, ngay cổ và sau gáy có một nốt ruồi thật to. Nhiều khi mình rất ngại cột tóc vì thì mình thấy mình không được tự tin. Mình muốn xóa những cái nốt ruồi này và không biết là hiện nay có những phương pháp nào và làm sao cho an toàn. Hiện nay có những phương pháp xóa nốt ruồi nào, phải thực hiện làm sao cho an toàn? Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Phương Thảo, khoa da liễu thẩm mỹ da, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh sẽ giải đáp những thắc mắc này cho khán giả ngay bây giờ. Thưa bác sĩ, hiện nay có những phương pháp xóa nốt ruồi nào và ưu nhược điểm của phương pháp này ra sao ạ? Chào bạn. Thông thường thì nốt ruồi là thường là lành tính và chúng ta sẽ không có nhu cầu để mà xóa nốt ruồi, ngoại trừ trong một số trường hợp như là nốt ruồi quá lớn gây ảnh hưởng đến thẩm mỹ nè, hoặc là nốt ruồi to quá làm ma sát vào trong quần áo hoặc là gây ngứa, hoặc là trong những trường hợp mà nốt ruồi có những dấu hiệu nghi ngờ ác tính thì khi đó thì có thể là các bạn sẽ có nhu cầu để mà xóa nốt ruồi. Vậy thì hiện nay có những phương pháp xóa nốt ruồi sau đây. Đầu tiên, nếu như mà nốt ruồi quá to, bác sĩ có thể chỉ định cho chúng ta là phẫu thuật lấy trọn nốt ruồi. Đây là một cái tiểu phẫu và bác sĩ sẽ gây tê trước khi mà chúng ta tiến hành cái liệu trình này. Và sau đó thì bác sĩ sẽ dùng dao để mà rạch ra lấy trọn cái mô có chứa thương tổn và sau đó mô đó sẽ được khâu lại bằng chỉ. Sau khi mà tiến trình phẫu thuật xong thì bạn sẽ được bác sĩ dặn dò là bao nhiêu ngày sau đó để cắt chỉ và chăm sóc cái vết thương đó. Cái phương pháp thứ hai chúng ta cũng thường nghe nói đến đó là phương pháp mà sử dụng đốt điện nè, hoặc là chấm mi tơ lỏng hoặc là chấm axit. Đây là những phương pháp mà cũng để loại bỏ cái mô nốt ruồi. Tuy nhiên có thể xảy ra những cái tác dụng phụ, ví dụ như là để lại một cái sẹo teo, sẹo mất sắc tố hoặc là sẹo bỏng. Còn một phương pháp thứ ba mà chúng ta vẫn thường nghe nhắc đến rất là nhiều đó là phương pháp sử dụng laser để đốt nốt ruồi. Đây có thể coi là một phương pháp điều trị mà đơn giản, an toàn và gần như là không đau. Bác sĩ sẽ dùng cái tia laser với một bước sóng phù hợp để mà chiếu vào cái sang thương nốt ruồi và từ đó giúp loại bỏ cái mô mà có chứa tế bào sắc tố. Và sau quá trình điều trị thì gần như là bạn sẽ trở về với sinh hoạt hàng ngày bình thường mà không cần phải chăm sóc vết thương quá là phức tạp. Nếu xóa nốt ruồi không đúng cách hoặc chẳng may nốt ruồi không lành tính thì điều gì sẽ xảy ra thưa bác sĩ? Thông thường đó bạn, thì mình có một số những cái phương pháp dân gian mà chúng ta hay truyền miệng nhau để xóa nốt ruồi. Ví dụ như là chúng ta sử dụng một số loại lá cây nè, hoặc là chúng ta giả tỏi, chúng ta đắp lên cái nốt ruồi, hoặc là sử dụng những cái hóa chất như là thuốc nhuộm chẳng hạn, chúng ta chấm lên nốt ruồi, hoặc là một số bạn còn có thể là lấy những cái dao cạo để mà chúng ta nạo bỏ nốt ruồi. Thì với những cái phương pháp đó thì bác sĩ hoàn toàn không khuyến cáo, bởi vì nó có thể làm tăng cái nguy cơ xuất hiện nhiễm trùng nè, tăng nguy cơ tạo sẹo vĩnh viễn cho làn da của chúng ta. Thậm chí đối với những cái nốt ruồi mà có cái dấu hiệu ác tính mà đôi khi chúng ta ở nhà chúng ta không có thể nhận biết được, thì cái việc mà chúng ta điều trị bằng những phương pháp dân gian đó có thể là làm thúc đẩy qua cái nốt ruồi chuyển qua quá trình hóa ác nhanh hơn và có thể dẫn đến những cái ung thư ác tính của da. Sau khi xóa nốt ruồi thì em cần lưu ý những điều gì để chỗ nốt ruồi được xóa mau lành và không để lại sẹo ạ? Đối với trường hợp mà sau xóa nốt ruồi thì chúng ta cần phải chăm sóc, cụ thể là chúng ta phải giữ khô của cái chỗ mà chúng ta xóa. Ví dụ như chúng ta đốt laser thì chúng ta cần phải giữ khô vết đốt. Chúng ta hoàn toàn có thể rửa mặt chứ chúng ta không phải là không rửa mặt. Tuy nhiên sau khi mà rửa mặt hoặc là chúng ta tắm rửa thì chúng ta cần phải dùng khăn khô để mà chúng ta thấm nhẹ, để mà tránh đọng lại những cái nước hoặc là những cái hóa chất lên trên vết thương để mà ngăn ngừa cái tình trạng nhiễm trùng. Ngoài ra thì một ngày hai lần chúng ta nên làm sạch vết thương bằng nước muối sinh lý. Và các bạn nhớ là chúng ta sẽ thoa thuốc theo toa của bác sĩ chỉ định. Và đối với những bạn mà chúng ta đốt nốt ruồi đó thì chúng ta thấy sau đốt nốt ruồi sẽ xuất hiện cái mài phía trên của cái vùng mà sau đốt, thì các bạn hãy để cho cái mài này bong tự nhiên nhé, chúng ta đừng có gỡ mài ra. Tại vì nếu mà chúng ta gỡ mài khi mà mài chưa có đến cái ngày mà bong ra thì cái nguy cơ chúng ta sẽ xuất hiện là sẹo dễ hơn là cái chuyện mà mình để mài bong tự nhiên. Và một điều nữa là chúng ta vẫn ăn uống đầy đủ, bổ sung thêm những cái chất về vitamin nè, như vitamin A, vitamin C, những cái yếu tố vi lượng như là kẽm để giúp cho quá trình lành thương diễn ra nhanh hơn. Và sau mà mình đốt nốt ruồi, các bạn thấy rằng là có một cái mài bong ra rồi thì cái bề mặt da chỗ đó nó sẽ hơi thâm thâm một chút. Do đó nên chúng ta cần phải tránh nắng và chống nắng kỹ để làm gì, để cho là chúng ta đừng có bị cái tình trạng tăng sắc tố sau điều trị xóa đốt nốt ruồi.
Em xin cảm ơn bác sĩ và chương trình rất nhiều ạ. Chào bạn, chúc bạn và gia đình luôn vui, khỏe.